thủy sản, bạn có thể thưởng thức các loại cá ở đây, cá giò hay còn gọi là cá bóp, cũng như là các loại hải sản khác rất là tươi ngon như là cua ghẹ. Rất là đẹp, chúng ta có thể thấy đấy, nhìn hàng dừa rất là xa và nước biển rất là xanh và trong.